Wow. Wow. Em chào các nhà đầu tư, em tên là Thùy Trang, nhà sáng lập của Em Que, thời trang mặc ở nhà dành cho phụ nữ. Và hôm nay em đến đây để kêu gọi 1 tỷ 150 triệu đồng cho 20% cổ phần. Khi mà phát sóng thì đạo diễn dựng thấy cứ anh này. Wow. Wow. Thực tế thì nó không đến nỗi thế. Theo cái bức tranh tài chính em đưa ra ấy, anh thấy hơi hời nên anh quyết định mua luôn. Anh sẽ trả cho em 100.000 đô cho 40% cổ đông. Anh quyết định là 2 tỷ cho 25%. Anh không có điều kiện gì cả, không bắt em cam kết gì như anh Phú cả. Vì anh tin em. Offer của anh là 2 tỷ cho 22,5%. Cùng số tiền, anh chỉ lấy 35% thôi. Em sẽ đi theo cái cảm giác của mình. Em sẽ chọn anh. Ok. Yeah. Xứng đáng với đâu. Quan trọng là phải tin nhau. Vẫn cảm giác như là không thể tin nổi là mình được offer gấp đôi như vậy. Anh Hưng anh cứ còn trêu mãi mà. Offer của anh Hưng tốt hơn. Ờ đấy. anh hỏi hỏi. Trang chỗ Trang thì anh thấy Bách với lại các bạn về báo cáo là duty chỗ Trang là một trong những cái duty dễ nhất. Bởi vì là của Trang là nó rất là clear. Lúc đầu em cũng không hiểu duty là gì. Tại sao phải có cái đó? Và người ta cần mình làm gì ở trong quá trình đó? Nghĩa là sau khi lên truyền hình bắt tay thế là xong rồi đấy. Không phải là em nghĩ như vậy là xong. Một là em không biết cái từ đó là từ gì. Due diligence. Rồi thứ hai là cái process của nó sẽ như thế nào. Người ta thường làm gì trong cái process đó nữa. Thì mình không biết. Mình phải đi hỏi rất là nhiều. Và mỗi người ta có một cái duty khác nhau. Tùy theo level lớn nhỏ của họ thì họ có cách duty khác nhau. Đúng. Nhưng mà mình nhận ra là nó sẽ có một số cái chính mà nhà đầu tư tìm kiếm. Một, những giấy tờ về mặt pháp luật. Thứ hai là những con số về quá khứ và những con số về tương lai. Nói chung là chỉ trong ba cái đó thôi. Một trong những câu hay nhất ở trong Shark Tank của Em Que là của Shark Hưng nói. Lúc đấy là Shark Hưng chưa lấy vợ. Nếu mà cái deal này thành công thì anh có thể sẽ nghĩ đến chuyện là chuyển hẳn vào trong thành phố để sống. Thế nhưng mà cái thực tế nó xảy ra thì nó còn hay hơn thế rất là nhiều. À, bởi vì sau khi mà anh đầu tư vào Em Que thì hiện nay Em Que đã xuất hiện ở Hà Nội. Cái hướng đi của Em Que trước nay, Trang vẫn tin rằng Trang muốn tập trung cho thương mại điện tử. Đối với sự cần thiết cho sự nhận diện thương hiệu, mỗi thành phố lớn thì mình cũng nên có showroom để cho một là khách hàng người ta có nhiều sự lựa chọn hơn, cảm thấy yên tâm hơn về chất lượng sản phẩm và dịch vụ của mình. Còn cái mà nên đầu tư nhất hiện giờ vẫn là thương mại điện tử. Việt Nam mình có một cái lợi thế giày dép may mặc ấy. Dạ, về sản xuất Việt Nam mình rất là mạnh. Anh không nói về cái chi phí lao động thấp, anh chỉ nói về cái khả năng làm của mình ấy. Dạ. Tức là cái kỹ thuật ấy thì nó rất phù hợp với may mặc, mà nhất lại là cái đồ mặc ở nhà này. Đấy là một cái rất quan trọng. Em chưa có nói với team của anh, em xây dựng Em Que là công ty by woman for woman. Là công ty làm ra bởi phụ nữ và vì phụ nữ. Những người thợ may của mình là những cô mà người ta hơi lớn tuổi một chút. Đi vào doanh nghiệp hay xí nghiệp đi thì họ sẽ bị từ chối vì lý do sức khỏe này, vì lý do thời gian này. Nhưng mà mình lại nhận. Trời. Thì họ rất là quý công việc đó. Năm nay thì cái doanh số thực tế so kế hoạch này nó có vượt không? Đến hiện giờ thì nó đã vượt 148% cho 4 tháng đầu năm. Thì em hy vọng là mình cũng sẽ giữ được cái mức đó cho tới cuối năm. Lúc đầu em chỉ hy vọng là mình đạt được kế hoạch là mình tốt rồi. Nhưng hiện giờ em đang stress mỗi khi mà em không vượt được nó. Đấy, bây giờ lập ra kế hoạch xong mà vượt được có 10% thì không được rồi. Bây giờ sao tháng trước mình vượt được 30%, tháng này mình vượt được 10%. Đúng. Bắt tay chúc mừng cái. Một là doanh số tăng lên, hai là quy mô doanh nghiệp tăng lên, mở rộng. Yeah. Thị trường. Yeah, cảm ơn. Và định hướng tư duy chuẩn. Yeah. Ok, chúc mừng em. Em bắt đầu mở và có một đối thủ họ làm giống hệt như em và họ bắt đầu cạnh tranh với em thì giải pháp là gì? Mình là người đi tiên phong và mình phải đi nhanh hơn. Chúng ta phải đi nhanh nhất. Nhanh đến mức mà đối thủ không theo kịp luôn. Làm cái nào để đi được nhanh nhất? Bọn em luôn luôn mong muốn là liên tục phát triển sản phẩm, cải tiến và đưa ra những sản phẩm mới. Thì bọn em muốn là bọn em...